Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Nay tiếp tục review về cái sản phẩm của con phụ tùng con Phan chassis. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em biết về cái motor bơm nước rửa kính của Ford Transit. Vỏ ngoài của nó thì cũng không có gì là đặc biệt, ngoài toàn chữ tiếng Trung Quốc. Anh em mình có thể cũng không cần quan tâm, chỉ cần biết đây là hàng xịn chính hãng. Mình vừa mở ra nhưng mà cái điều mình khá là ngạc nhiên về cái hàng xịn của con này thì nó lại không thể hiện một cái logo Ford hay là cái mã phụ tùng giống ở bên phía vỏ ngoài mình hay thường review cho anh em biết. Anh em mình có thể xem đây. Đấy. Tổng quan của nó hoàn toàn là như thế này thôi, nó không có cái gì là đặc biệt cả. Tuy nhiên đây nó lại là hàng xịn chính hãng. Mình tin chắc rằng nếu mà anh em mình tháo cái motor ở cái bình nước rửa kính cũ của anh em ra ấy, thì là nó sẽ y như thế này. Đấy nha đấy. Đấy. Ở đây nó có một cái mã ký tự 180702. Mình cũng chưa hiểu của nó. Chưa hiểu cái này là nó là cái mã gì nữa. Ở đây thì nó có thêm một cái là 12V anh em ạ. Đấy. 12V, đây là nó chạy điện 12V rồi. Có hai rắc. Này run lên anh em này. Hai rắc thì một cái ngang một cái dọc. Đầu này thì được bọc bởi dây bóng. Dây bóng để tránh bụi bẩn vào. Đầu này là nước vào đây, nước ra đây. Nói chung một đầu vào một đầu ra. Nhiều bác mua cả cái motor này về để chế cái motor bơm sục bẻ cá đấy. Một vài anh em mua rồi. Rất là hay, các anh ấy rất là sáng tạo và thông minh. Đấy. Cái này thì nó nằm ở trong cái hệ thống bơm nước rửa kính, thì bao gồm như là bình nước rửa kính này, motor bơm này, vòi phun và cái ống cao su ấy, ống cao su để dẫn cái nước lên để xịt cái nước rửa kính khi mà mình bơm. Ok, video này có lẽ mình cũng làm ngắn gọn thế này thôi, giới thiệu cho anh em thôi. Video này cũng không biết là có được gọi là cái video nhận biết hàng xịn, hàng thường không, vì nó cũng không có cái gì đặc biệt cả. Cũng cái này chắc cũng không có cái hàng thường đâu, bởi vì cái hàng này nó cũng rẻ lắm. Rẻ không ấy, bằng anh em ăn mấy bát phở buổi sáng là có mua được cái này rồi. Nếu mà trong cái trường hợp mà khi mà cái anh em mình bật cái công tắc phun nước rửa kính ấy mà nó không hoạt động thì anh em mình nên nghĩ ngay đến cái thằng này này. Cái thằng này là nó hay, nếu mà nó hoạt động lâu là nó sẽ bị hỏng. Thì anh em mình đặt hàng vui lòng liên hệ để lại tên, số điện thoại, địa chỉ, bên mình sẽ ship hàng đến tận nơi cho anh em biết nhá, anh em nhá, kiểm tra xem không gãy vỡ gì nhá. Còn nguyên cái đầu này thì anh em mình nhận hàng kiểm và thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện, phía bên mình ship code mà. Hoặc anh em mình liên hệ trực tiếp với mình qua số 0949253889, hoặc là truy cập trực tiếp vào trang web bên phía này để đặt hàng. Nếu thấy video hay thì hãy like và chia sẻ cho người mới đến. Nhớ đăng ký kênh của mình bên phía này. Nhớ là ấn chuông để cập nhật những thông báo mới nhất về video mình giới thiệu sản phẩm hoặc là phân biệt hàng xịn, hàng thường cho anh em biết, chia sẻ kiến thức. Khi nào phải thay lọc gió động cơ ô tô, khi nào phải thay lọc nhiên liệu, lọc dầu, vân vân và vân vân. Phạm Văn Auto.com chúc anh em mua hàng thông thái. Hẹn gặp lại anh em video lần sau. Xin chào.